có những lúc cuộc sống không cho bạn biết mình muốn gì, cần gì và ước gì, đó là những lúc mệt mỏi nhất. Trong khi cuộc sống bế tắc ấy người ta thường chỉ nghĩ đến hai từ chấp nhận mà ít người nghĩ đến từ vượt qua. Nên nhớ, sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Cuộc đời này chính là tấm vé một chiều, luôn tiến về phía trước, không thể quay đầu. Có thể con đường bạn đi không được đẹp nhưng qua chỗ gập ghềnh thì bạn mới có thể kiên cường hơn. Biết cắn răng chịu khổ mà tiến lên phía trước, nhất định bạn sẽ gặt hái hạnh phúc sau này. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn không buông tay, hy vọng sẽ vẫn còn. Hãy luôn mỉm cười, khi đó cuộc sống của bạn sẽ bớt đi mệt mỏi và căng thẳng. Có một sự thật là, càng lớn con người ta càng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, bởi lẽ chúng ta buộc phải dung hòa nhiều thứ, dù có muốn hay không. Nếu một người còn cơ hội để mệt mỏi đó không phải là thời điểm họ mệt mỏi nhất mệt mỏi thực sự là khi bạn còn không có cơ hội để cảm thấy mệt mỏi chừng nào bạn còn mệt mỏi nghĩa là con thuyền của bạn vẫn đang lướt đi và bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua khó khăn hiện tại vì thế mệt mỏi cũng chính là một loại hạnh phúc hãy lặng lẽ tưởng tượng về những tháng ngày tươi đẹp sau dông bão nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn lau khô những giọt lệ rơi trên khóe mắt sốc lại tinh thần và thắp lên ngọn lửa ý chí Cuộc sống chưa bao giờ là một con đường phẳng lặng, chẳng có cách gì khác ngoài đương đầu tiến lên. Kể cả khi cuộc sống có bức bối, khó chịu tới mức không thể thở được, cũng xin bạn đừng bỏ cuộc.